Salut les amis, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tự học tiếng Pháp cùng Tuyên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn động từ pouvoir, có thể, và động từ vouloir, muốn, ở thể hiện tại, présent de l'indicatif. Mình có bảng chia động từ conjugation đối với động từ thứ nhất, đó là động từ vouloir, muốn, các chủ từ je, tôi, tu, bạn, il, anh ấy, elle, cô ấy, chúng ta, người ta, nous, chúng ta, vous, bạn, các bạn, il, họ, elle, họ. Chúng ta cùng bắt đầu. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, on veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Đó là động từ vouloir. Rồi tiếp theo đây là động từ pouvoir, có thể. Thì chúng ta có je peux, tu peux, il peut, elle peut, on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Đó là conjugaison của hai động từ vouloir và động từ pouvoir. Rồi đối với cách sử dụng của động từ pouvoir thì làm sao? Pouvoir est toujours suivi d'un verbe à l'infinitif. Động từ pouvoir luôn luôn theo sau đó là động từ nguyên mẫu. Rồi để diễn tả cái gì? Il exprime une capacité physique et intellectuelle. Ou une possibilité. Để diễn tả một năng lực về thể lý hoặc là trí tuệ hoặc là một điều có thể. Ví dụ, elle peut faire de la bicyclette. Cô ấy có thể đạp xe đạp được nè. Rồi, on peut parler en anglais si vous voulez. Chúng tôi có thể nói được tiếng Anh nếu như các bạn muốn. Il exprime la permission. Đó diễn đạt một cái sự cho phép. On peut stationner ici. Người ta có thể đỗ xe ở đây. Stationner. Thứ hai, il ne peut pas voter. Il n'a pas 18 ans. Anh ta không thể gọi là đi bầu cử được tại vì anh ta chưa có đủ 18 tuổi. Rồi, động từ vouloir, cách sử dụng của nó. Vouloir peut-être suivi d'un nom ou d'un verbe à l'infinitif. Sau động từ vouloir có thể là một danh từ hoặc là một động từ ở thể nguyên mẫu. Nó diễn đạt một cái sự ước muốn ha, muốn làm cái gì đấy. Ví dụ, tu veux une cigarette? Non merci, je ne fume pas. Bạn muốn một điếu xì gà không? Không, cảm ơn, mình không hút. Thứ hai, il veut aller au cinéma ce soir. Oui, il veut bien. Anh ta muốn đi rạp chiếu phim tối hôm nay hả? Đúng rồi, anh ta rất là muốn. Đó là tất cả những gì mình chia sẻ cho các bạn hôm nay về cách sử dụng động từ pouvoir và động từ vouloir. Các bạn nhớ đăng ký kênh Tự học tiếng Pháp cùng Tuyên. Merci.